Năm 2020, trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng Chi cục thuế khu vực Ninh Bình Hoa Lư đã nỗ lực khắc phục và đã thu được kết quả tích cực, thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 133,6% dự toán pháp lệnh và bằng 92,7% so với cùng kỳ năm 2019. Có được kết quả trên là do trong năm qua, Chi cục thuế đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế, đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 2.250 hồ sơ đăng ký thuế, 2.375 tờ khai, công tác kê khai, kế toán thuế được quan tâm đẩy mạnh. Theo đó, ngay sau khi nhận được nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục thuế khu vực đã giao dự toán thu thuế, phí, lệ phí cho các đội thuế trực thuộc, tăng 7% so với dự toán pháp lệnh. Năm 2021, Chi cục thuế khu vực Ninh Bình Hoa Lư tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu thực hiện vượt dự toán thu, giảm tỷ lệ nợ đọng, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt dự toán pháp lệnh được giao từ 5% trở lên, tăng cường phối hợp đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ người nộp, phấn đấu đến hết năm nay có 100 doanh nghiệp tổ chức sử dụng loại hóa đơn này.